Mời lớp mình vào lớp và hôm nay chúng ta bước vào một bài tập thư giãn vai gáy và giúp cho mình bước vào một giấc ngủ thật sâu giấc và ngon giấc. Từ đây, mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Nhẹ nhàng thả lỏng hai tay đặt trên gối, thả mềm hai vai, đưa hai ngón cái và trỏ chạm lại. Và từ từ khép đôi mắt lại. Mềm mại đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Từ từ hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ rơi xuống, thả lỏng. Lần hai, hít vào thật sâu, vươn dài lưng, vươn dài các đốt sống cổ. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các cơ xung quanh cổ, vai, lưng và hông. Lần ba, hít thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần bốn, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm thở hết ra. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng rốn, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, đẩy rốn ra xa phía cột sống, và thở ra thật chậm, kéo sâu rốn về phía cột sống. Lần hai, hít vào thật sâu, và thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả mềm các cơ ra, nén khí thở hết ra. Thêm một lần nữa, hít vào thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng và thở hết đi nào. Từ đây, hít thở điều hòa, nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi, gạt hết tất cả mọi chuyện sang một bên, chỉ tập trung vào nhịp thở và quan sát hơi thở ở vùng chóp mũi. Cảm nhận khi hít vào, có một luồng không khí và oxy tươi được đưa vào cơ thể. Và khi thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra để bạn xả bỏ hết đi những căng thẳng, mệt mỏi ra bên ngoài. Hít vào và thở ra. Cứ như vậy, quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận không gian nơi bạn đang ngồi. Tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên. Tiếp tục, tác ý vào bàn tay. Nóng hơn chút nữa. Nóng hơn chút nữa. Dang tay áp về vùng mắt. Dày nhẹ vùng mắt. Và dây ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Ngồi thẳng lưng, từ đây tay trái đặt trên gối, tay phải đưa hai ngón trỏ vào giữa khép lại, duỗi thẳng. Rồi khép mắt lại, thẳng cổ. Hướng hai ngón trỏ vào giữa và giữa huyệt thiên đột, giữa hai đầu xương quai xanh, vị trí điểm hõm. Từ đây, thả mềm vai phải và cùi trỏ tay phải. Nhẹ nhàng đưa ý thức về điểm thiên đột. Rồi tiếp tục đưa ý thức về hai đầu ngón tay, trỏ và giữa, đặt ý vào đó. Nhẹ nhàng xoay từ phải sang trái 5 vòng. Xoay trong sự thả lỏng và biết ơn. Nâng niu, trân trọng, biết ơn cổ họng. Sau đó xoay ngược lại 5 vòng, tiếp tục xin lỗi cổ họng. Cảm ơn cổ họng. Tôi yêu cổ họng. Trân quý và biết ơn cổ họng. Yêu lắm. Thương lắm. Rồi xoay ngược lại, tiếp tục thả lỏng cổ, thả lỏng các cơ xung quanh cổ, thả lỏng vùng vai gáy, tiếp tục mềm hơn nữa các cơ xung quanh cổ, mềm hơn nữa vùng vai gáy, thả lỏng cơ mặt, xin lỗi cổ họng, cảm ơn cổ họng, tôi yêu cổ họng, yêu lắm, thương lắm. Và tiếp tục xoay ngược lại. Xin lỗi cổ họng. Cảm ơn cổ họng. Tôi yêu cổ họng. Yêu lắm. Thương lắm. Trân trọng biết ơn cổ họng. Rồi sau đó, tiếp tục đưa hai tay chắp lại phía trước ngực. Xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào lòng bàn tay. Xoa thật nóng lên nữa nào. Nóng thêm chút nữa, thêm chút nữa. Để toàn bộ năng lượng hướng về lòng bàn tay. Rồi khi cảm nhận bàn tay nóng ấm, hãy đưa hai tay về vùng cổ. Massage cho vùng cổ từ trên xuống dưới, hơi nâng cằm. Cảm nhận vùng cơ cổ đang được giãn. Cảm nhận sự nâng niu, trân trọng, biết ơn. Tạo cảm giác khi da ở lòng bàn tay tiếp xúc vào da vùng cổ, có một hơi ấm được truyền vào. Cảm nhận nguồn năng lượng, sức nóng. Rồi từ đây, mình tiếp tục đẩy ngược hai gam bàn tay hướng từ dưới đẩy lên trên. Tiếp tục. Tiếp tục. Vẫn nâng cằm lên để cảm nhận da cổ được kéo căng. Rồi sau đó nhẹ nhàng khép cằm lại, thẳng lưng, mềm vai. Rồi khẽ mở đôi mắt, từ từ nuốt nước bọt xuống. Rồi từ đây, hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu. Bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Khép cằm thu về cổ, thở ra thả mềm hai vai, thả lỏng các đốt sống. Lần hai, hít vào thật sâu. Bạn nâng ngực, vươn cằm. Và thở ra khép cằm thả mềm vai. Lần ba, hít vào thật sâu. Vươn dài cơ thể của bạn nâng lên. Và thở ra thật chậm.
thật chậm thả mềm các cơ chìm sâu xuống. Lần 4 hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm thở hết ra. Lần 5 hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm thả lỏng thở hết nào. Một lần cuối hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Thật chậm thở hết ra. Từ đây, hít vào, hai tay vươn cao qua đầu, bạn đan tay vào nhau. Thở ra, hai tay đưa ra phía sau đầu, mở ngực, mở cùi chỏ sang hai bên. Thở hết ra, bạn nghiêng người qua bên trái, đẩy ngực và cùi chỏ tay phải nâng lên. Hít vào, đưa thân người trở về giữa. Thở ra, đổi bên. Xoay cằm hướng vai trái, đẩy ngực trái nâng lên. Hít vào trở về giữa. Thở ra, đổ sang bên trái, tiếp tục đẩy ngực phải, mở cùi chỏ tay phải. Hít vào trở về giữa. Thở ra, đổi bên, tiếp tục mở ngực trái, xoay cằm hướng vai trái. Rồi hít vào trở về giữa. Thở ra, khép hai cùi chỏ ôm vào đường giữa, khép cằm thu về cổ, đánh cong lưng ra phía sau một xíu. Quan sát vùng cổ gáy được kéo giãn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào vươn dài lưng, cằm vẫn khép thu về cổ. Thở ra, xoay cằm qua bên trái, cảm nhận các đốt sống vùng cổ đang được giãn. Hít vào qua bên phải. Mềm mại thở ra xoay qua bên trái. Hít thật sâu qua bên phải. Và thở ra thật chậm sang trái. Hít vào sang phải. Và thở ra sang trái. Một lần nữa hít sâu sang phải. Và thở ra sang trái. Rồi từ đây hít vào bạn nâng thân người trở lại. Tách hai tay thở ra đưa hai tay ra phía sau mông. Hướng các ngón tay về mông. Nhẹ nhàng hít vào bạn đẩy ngực. Nâng cằm, nâng hông, đẩy hông lên. Cảm nhận mặt trước phía thân người được kéo giãn. Thở ra từ từ hạ mông trở về thảm. Thở hết ra tiến hai tay về phía trước. Vươn dài cánh tay về phía trước. Gập thân người, chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Hông đẩy ra phía sau, ngực duỗi về phía trước, khép cằm thu về cổ. Mặt song song với mặt thảm, từ đây hít vào, xoay cằm qua bên trái. Từ từ thở ra, xoay cằm qua bên phải. Hít vào, xoay cằm sang trái. Và thở ra, xoay cằm qua phải. Nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm về giữa. Thở ra mềm, hai cùi chỏ hướng xuống thảm. Rồi thật chậm, hít vào, thu hai tay về gần thân người. Nâng thân người lên. Thở ra, duỗi gối trái sang ngang. Dựng cổ chân trái. Hai tay vươn lên, hít vào một hơi thật sâu. Vươn dài cơ thể lên. Hạ cùi chỏ tay trái phía trong bắp đùi trái. Thở ra, đạp gót chân trái, vươn dài cánh tay phải, áp tay. Rồi từ đây, hít vào, đẩy tay trái, nâng lên. Thở ra mềm, vai trái, hạ mềm cùi chỏ, vươn dài tay phải. Hít vào, tiếp tục nâng tay trái lên. Thở ra hạ mềm, vai trái, mềm sâu hơn nữa. Rồi hít vào, đưa tay phải ra phía sau đầu, mở vai và ngực phải. Thở ra xoay cằm hướng xuống thảm, xoay cùi chỏ tay phải hướng xuống thảm, khép cằm thu về cổ. Cảm nhận vùng vai, vùng cổ được kéo giãn, cảm nhận sâu eo lườn phải được kéo giãn. Nhẹ nhàng hít vào mở cùi chỏ tay phải, xoay cằm, nâng ngực, vươn lên. Một lần nữa thở ra khép cằm thu về cổ, khép sâu cùi chỏ. Hướng xuống thảm, chìm vai xuống, cảm nhận sự kéo giãn sâu. Và từ đây,
Nhẹ nhàng hít vào, nâng cùi chỏ tay phải, nâng thân người trở lại, hai tay sang ngang. Thở ra hạ tay phải xuống thảm, trượt dài tay phải sang bên phải, nâng mông trái, vươn dài cánh tay trái áp tay. Xoay vai trái, hít vào một hơi thật sâu, lướt cánh tay trái, xoay tròn mềm vai. Thở ra thả mềm xuống. Lần hai, hít sâu, xoay tròn vai. Nâng lên, khởi động cho khớp vai. Thở ra nào. Hít ba, nâng lên. Và thở ra, hạ mềm xuống. Hít bốn, nâng lên nào. Và thở ra, hạ mềm xuống. Rồi từ đây mình xoay ngược lại. Hít vào, nâng lên. Và thở ra, hạ mềm xuống. Xoay cằm mắt liên tục nhìn theo tay. Hít hai, lên nào. Và thở ra. Hít ba, lên nào, rất tốt. Và thở ra, thả lỏng cổ, liên tục đưa mắt nhìn. Hít vào, một lần nữa, lên nào. Và thở ra. Rồi từ đây hít vào, lướt tay trái, nâng tay phải lên, vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra, xoay người qua bên trái, hai tay đưa ra phía sau lưng, thân người đổ về phía trước, đan tay. Cuộn một vòng vai, hít vào, đẩy thẳng cánh tay, duỗi ngực, chìm hai đầu vai xuống. Thở ra, gập thân người hướng xuống chân trái theo khả năng. Quan sát toàn bộ vùng vai gáy được kéo giãn, toàn bộ vùng cánh tay, hông, lưng được kéo giãn. Nhẹ nhàng thả lỏng cổ, xoay cằm qua trái, qua phải, qua trái, qua phải. Một lần nữa, qua trái, qua phải. Rồi chậm rãi hít vào về giữa, chắc bàn tay, duỗi ngực, nâng thân người lên. Thở ra tách hai tay, thả lỏng, thu chân trái về, duỗi gối chân phải sang ngang. Đạp gót chân phải ra, thẳng lưng. Hai tay sang ngang, dựng cổ chân lên rụng, hít vào, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra hạ tay phải, phía trong bắp đùi phải, vươn dài cánh tay trái áp tay. Hít vào một hơi thật sâu, nâng tay phải. Và thở ra mềm tay phải, vươn tay trái áp tay. Cảm nhận sự căng giãn eo lườn trái. Một lần nữa hít vào, nâng cùi chỏ tay phải. Thở ra mềm vai phải, vươn dài tay trái áp tay. Rồi từ đây hít vào, đưa tay trái ra phía sau đầu, đẩy ngực trái, xoay cằm hướng vai trái. Thở ra khép cằm thu về cổ, xoay cùi chỏ tay trái hướng xuống thảm. Cảm nhận toàn bộ vùng vai, cổ, gáy đang được giãn ra. Nhẹ nhàng hít vào, tiếp tục mở cùi chỏ trái, xoay cằm hướng ngực nâng lên. Mềm mại thở ra, xoay cằm và cùi chỏ hướng xuống thảm. Khép cằm thu về cổ để cảm nhận sức căng giãn. Tiếp tục hít vào, mở ngực phải, đẩy cùi chỏ tay trái nâng lên. Rồi nâng hai cánh tay, vươn thân người nâng lên. Thở ra hạ tay trái xuống thảm, trượt dài tay trái qua bên trái, nâng mông phải, vươn dài cánh tay phải áp tay. Xoay vai phải, hít vào, bạn nâng lên. Thả lỏng và thư giãn vùng vai cổ, mắt luôn hướng nhìn theo tay. Thở ra, hít hai, nâng lên. Và thở ra nào. Mắt nhìn hướng theo tay, hít ba, vươn lên nào. Và chậm chậm thở ra. Hít bốn, vươn lên. Từ từ thở ra. Rồi và chúng ta cùng đổi bên. Hít vào, lướt tay phải, nâng lên, xoay vai. Và thở ra. Hít hai, lướt tay phải, nâng lên, chú ý liên tục cằm và mắt hướng theo. Thở ra. Hít ba, nâng cánh tay lên, duỗi dài lên. Và thở nào. Một lần nữa hít bốn, nâng lên. Và thở ra.
Rồi từ đây hít vào một hơi thật sâu, bạn vươn cánh tay phải lên, nâng tay trái, vươn cánh tay nâng lên. Thở ra xoay người qua bên phải, đưa hai tay ra phía sau lưng, thân người đổ về phía trước. Bàn tay cuộn một vòng vai, hít vào đẩy căng lồng ngực. Thở ra đẩy chìm hai đầu vai, gập sâu thân người hướng xuống chân phải. Nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực về phía trước. Thở ra tiếp tục chìm đầu vai xuống, khép cằm thu về cổ, cảm nhận vùng cổ gáy được kéo giãn. Tiếp tục duỗi ngực về phía trước, đẩy căng cánh tay ra phía sau, hít thật sâu. Và thở ra chìm sâu thân người hướng xuống. Nắm chắc bàn tay, nhẹ nhàng hít vào duỗi ngực, nâng thân người vươn lên. Thở ra tách hai tay thả lỏng. Khép chân phải thu về, hai bàn chân áp sát vào nhau, khép gót chân về gần khớp háng, đan tay, ôm bàn chân, duỗi ngực về phía trước, nâng hai gối, chìm hai vai xuống. Hít vào thật sâu, duỗi dài lưng. Thở ra, từ từ mềm hai gối, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi dài các đốt sống, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai và cùi chỏ. Thả lỏng toàn bộ vùng cổ, gáy, quan sát toàn bộ vùng hông, chậu và khớp háng đang được giãn ra. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào bạn duỗi ngực, nâng thân người trở lại, khép hai gối nâng lên. Tiếp tục đẩy lưng dưới, lưng giữa và lưng trên, duỗi ngực chìm hai đầu vai xuống. Từ từ thở ra, mềm hông đùi, duỗi dài cơ thể gập sâu thân người hướng xuống thảm. Duỗi dài hông, lưng, vai, thả lỏng vùng cổ gáy, khép cằm thu về cổ, tận hưởng cảm giác thư giãn toàn bộ vùng vai, cổ, lưng, hông. Cảm nhận cảm giác căng căng giãn giãn vùng chậu và khớp háng. Hít thở điều hòa và giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Duỗi ngực về phía trước, từ từ hít vào, bạn nâng thân người trở lại. Một lần nữa khép hai gối nâng lên, đẩy lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, mềm hai vai xuống, thở ra, gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống, khép cằm thu về cổ, mềm vai, cổ, gáy, hông, lưng. Từ đây, nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống và vùng chậu, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, hơi duỗi ngực về phía trước. Từ từ thở ra thả chìm các cơ, thả mềm hông. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm thả lỏng bạn thở hết ra. Rồi và từ từ hít vào duỗi ngực, nâng thân người trở lại. Thở ra, nâng hai gối duỗi dài về phía trước, hai tay ra phía sau mông. Rồi từ đây chúng ta rũ nhẹ khớp gối. Rồi tách nhẹ hai chân sang hai bên. Đúng rồi, lắc nhẹ cổ chân. Rồi sau đó đạp gót chân, hít sâu duỗi mũi chân, thở ra đạp căng gót chân, hít 2 và thở ra, hít 3, thở ra, hít 4, thở ra, hít 5, thở ra, xoay cổ chân, 1, 2, 3, 4, 5, ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây mình thu hai chân trở về trong tư thế cái bản. Hai tay mở rộng song song bằng vai, hai chân mở rộng song song bằng hông. Xoay căng lòng bàn tay bám xuống thảm, duỗi mềm hai mũi chân ra. Nhấn một lực về bàn tay, từ từ đẩy lên vai. Rồi từ lực ở vai đẩy xuống hông. Rồi duỗi ngực đẩy hông ra sau, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn. Mắt nhìn về giữa hai ngón tay trỏ. Từ đây,
Hít vào, quặn xương cụt hướng lên trên, chũng thắt lưng, mềm vai duỗi ngực, ghì vai xa tay. Thở ra, quặn đỉnh mông hướng xuống thảm, quặn tròn các đốt sống, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần bốn, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, thở hết ra. Rồi từ đây hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra, nâng chân trái, chân phải, duỗi dài ra phía sau, chống ức bàn chân phải xuống thảm, úp hông phải xuống lưng mình, úp hông phải xuống. Rồi từ đây hít vào, đẩy thân người về phía trước. Thở ra, thân người ra phía sau, đạp căng gót chân phải ra phía sau, tay giữ kìm lại, đạp căng gót chân. Hít vào, đẩy người trở về. Thở ra, giữ tay lại, đạp căng gót chân phải ra phía sau, cổ nâng song song. Dung ơi, nâng cổ lên, dập cổ rồi. Hít vào, trở lại. Thở ra, đạp căng gót chân. Thả lỏng cổ. Lần ba, hít vào, trở lại. Và thở ra nào. Một lần nữa, hít vào, trở lại. Và thở ra. Rồi từ đây hít thật sâu và thở ra thật chậm. Khép cằm, thu về cổ. Nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm qua trái, thả lỏng cổ. Thở ra, xoay cằm qua bên phải. Hít hai qua trái và thở ra qua phải. Hít ba qua trái và thở ra qua phải. Hít bốn qua trái và thở ra qua phải. Rồi từ đây hít vào, đưa thân người trở về thẳng cổ. Thở ra, hạ chân phải trở về. Tiếp tục với chân trái. Hít sâu, duỗi gối trái, hạ ức bàn chân trái xuống thảm. Thở ra, nhấn lực về bàn tay. Rồi đạp căng gót chân trái ra phía sau. Rồi hít vào, đẩy người về phía trước. Thở ra, đạp căng gót chân trái, giữ tay kiềm lại, kiềm tay lại, đạp căng gót chân. Hít hai trở về. Thở ra, đạp căng ra phía sau. Đúng rồi, tay kiềm lại. Hít ba trở về. Và thở ra, đạp căng gót chân trái, đẩy hông ra. Một lần nữa hít bốn trở về và thở ra, đạp thật căng ra nào. Thở hết ra, khép cằm, thu về cổ, thả lỏng cổ gáy. Nhẹ nhàng hít vào, xoay cằm sang trái, thở ra sang phải. Hít hai sang trái và thở ra sang phải. Hít ba sang trái và thở ra sang phải. Hít bốn sang trái và thở ra sang phải. Rồi từ đây hít vào, đẩy thân người trở về. Thở ra, hạ gối trái trở về thảm. Rồi duỗi dài hai tay về phía trước. Mềm hai cùi chỏ tay xuống. Mềm vai, giảm áp lực cho cổ tay. Khép cằm, thu về cổ. Hơi quặn xương cụt lên, chìm sâu vai xuống, mềm vai xuống. Khi hết biên độ, cảm nhận vùng vai và lưng trên được giãn mềm. Từ đây duỗi dài cánh tay phải, tiếp tục duỗi dài cánh tay trái. Có thể hạ trán ngực, trán mũi hướng xuống thảm, ngực hạ sâu xuống thảm. Quan sát vùng vai, cổ đang được giãn ra. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu và thở ra thật chậm, mềm lưng, mềm vai xuống. Lần hai, hít vào thật sâu, mềm mại, thở ra thật chậm,
thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, thu tay phải trở về, thu tay trái trở về, nhấn lực vào hai bàn tay, nâng trán mũi lên, kéo mông về phía gót chân, quận xương cụt hướng xuống thảm. Sau đó duỗi dài thân người, duỗi thẳng cánh tay, hạ trán mũi xuống thảm, hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây, nhẹ nhàng tách hai tay. Rồi hai tay mở rộng song song bằng vai, xòe căng các ngón tay, thả mềm hai vai. Từ từ hít vào đầy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Rồi từ đây chúng ta vừa nhấn vai, hông, lưng để giãn sâu toàn bộ cơ thể. Hít vào kiễng hai gót chân lên. Thở ra trùng gối trái xuống, hạ gót chân phải, hướng xuống thảm, nhấn bàn tay. Đẩy lực từ bàn tay lên vai, giãn cả vai và mặt sau vùng đùi, chân phải, vùng lưng và hông phải. Giữ nguyên gót chân phải, trở về thảm. Tiếp tục hít vào nhấc nhẹ gót chân phải lên. Thở ra trùng gối phải, hạ mềm gót chân trái, nhấn lực từ bàn tay, đẩy lên vai trái. Thở hết ra quận xương cụt lên, cảm nhận vùng vai, vùng hông và đùi sau chân trái được kéo giãn. Tiếp tục hít vào nâng gót chân trái lên. Mềm mại thở ra hạ mềm gót chân phải, trùng gối trái, tiếp tục nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, tiếp tục đẩy lên hông, quận xương cụt lên, cảm nhận sức căng toàn bộ mặt đùi sau chân phải, toàn bộ vùng vai, vùng lưng. Một lần nữa hít vào kiễng gót chân phải lên, mềm mại trùng gối phải, hạ mềm gót chân trái, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai, rồi đẩy lên lưng và hông, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Ôi rất tốt, từ đây nhẹ nhàng hít vào kiễng cả hai gót chân, thở ra bạn trùng gối, không chạm thảm. Hít vào quận xương cụt, đẩy hông lên. Thở ra trùng gối xuống. Đúng rồi, lần hai hít vào quận xương cụt, đẩy hông lên. Thở ra trùng gối xuống. Lần ba hít sâu, đẩy xương cụt lên nào, đẩy hông. Thở ra trùng gối xuống. Đúng rồi, một lần nữa hít vào, đẩy xương cụt lên, đẩy hông cao lên. Thở ra trùng gối xuống và hạ mềm gối xuống thảm. Tách rộng gối sang hai bên, duỗi mềm mũi chân, xòe căng bàn tay. Nhấn lực về tay phải, hít thật sâu, lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái nào. Thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Hạ mềm vai trái, sau đó vươn dài cổ, hạ mềm mang tay trái xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào nhấc cánh tay phải nâng lên, xoay vai phải, thở ra đưa tay phải qua phía eo lườn trái hoặc về bắp đùi trong của chân trái, thả mềm vai xuống. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng vai trái. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai hít sâu. Và thở ra thật chậm. Lần ba hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, chìm sâu vai và vùng cổ bên trái.
cảm nhận sự giãn mềm toàn bộ xung quanh vai, cổ, gáy. Và từ đây, nhẹ nhàng hít vào, xoay cánh tay phải, lướt cánh tay phải, nâng lên. Thở ra hạ tay phải về phía trước mặt, xoay căng bàn tay, hít vào nhấn lực với tay phải, nâng tay trái lên, hạ tay trái trở về thảm. Thở ra mềm hông, lưng, chỉnh bàn tay. Nhẹ nhàng nhấn lực về tay trái, hít thật sâu, lướt cánh tay phải, nâng lên, mở ngực phải. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, luồn thật sâu. Hạ vai phải xuống thảm, sau đó vươn dài mang tay vào cổ, hạ mềm mang tay phải xuống. Nhẹ nhàng hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Mở ngực trái, xoay vai trái, thở ra đưa tay trái qua eo lườn phải hoặc đùi trong chân phải. Thả mềm vai, thả lỏng các đốt sống. Nhẹ nhàng đưa ý thức và hơi thở về vùng vai. Hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả lỏng, cảm nhận sự giãn mềm từ vùng vai, cổ, gáy. Từ đây hít vào lướt cánh tay trái, nâng lên. Hạ tay trái phía trước mặt, xoè căng bàn tay. Thở mềm, vai phải xuống. Nhấn lực về tay trái thật chậm. Hít vào, nâng vai phải lên. Hạ tay phải trở về thảm. Thở ra kéo mông về phía gót chân. Kéo giãn các đốt sống, quặn xương cụt hướng xuống thảm. Duỗi dài cánh tay, mềm vai xuống. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, duỗi ngực. Thở ra chìm hông và lưng xuống. Từ từ di chuyển tay phải qua bên trái. Rồi đưa tay phải nắm lấy cổ tay trái. Nhấc hai cổ trỏ tay, duỗi dài ra. Cảm nhận vùng lưng, vùng vai đang được giãn ra. Nâng cổ trỏ duỗi dài ra, hạ mềm xuống. Từ từ hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm toàn bộ các đốt sống vùng cổ, vai và gáy. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, cuộn xương cụt xuống thảm, thả mềm các đốt sống lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, thả mềm vùng vai, cổ, gáy và cánh tay. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm, thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết đi nào, thả lỏng cơ thể. Rồi từ đây, nhẹ nhàng tách tay phải, trở về thảm. Duỗi dài ngực, chìm hông, quận mông xuống thảm để bảo vệ đáy thắt lưng. Duỗi dài cánh tay, đưa ý thức về tay trái, di chuyển tay trái qua bên phải. Nắm lấy cổ tay phải, tiếp tục đưa ý thức về cùi trò hai tay, nhấc cùi trò, vươn dài ra, vươn dài lưng ra, vươn dài vai ra. Khi cánh tay và vai được duỗi dài, từ từ đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về vùng cổ, gáy và vai. Toàn bộ các đốt sống lưng và các cơ xung quanh lưng đang được giãn chìm mềm trên thảm.
Từ từ hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, mềm vai, hông và lưng. Mềm hơn nữa vùng cổ gáy và cánh tay. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, chìm sâu hơn nữa, thả lỏng, bạn thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết đi nào. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn chìm sâu vùng vai, lưng, hông, thả mềm các cơ xung quanh cổ, gáy, hai bên vai và cánh tay. Quan sát sự thả lỏng và căng giãn. Từ đây, nhẹ nhàng tách tay trái, duỗi dài hai tay. Sau đó thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào nâng thân người trở lại, khép hai gối trong tư thế ngồi kim cương, hơi quặn mông hướng xuống thảm để làm đầy thắt lưng. Hai tay sang ngang, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể nâng lên. Thở ra hạ năm đầu ngón tay phải xuống thảm, rồi nghiêng đầu qua bên trái, đưa tay trái đặt vào mang tay phải, kéo đầu đưa sang bên trái, chìm sâu vai phải xuống, cảm nhận cơ chéo cổ bên phải được kéo sẵn. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào nâng nhẹ đầu vai phải lên, thở ra chìm đầu vai phải xuống, mềm cánh tay phải, cảm nhận sự giãn sâu. Hít thở điều hòa và giữ ở đây 5. Thả lỏng cổ 4, 3, 2, 1. Từ từ đưa ý thức về đầu vai phải, xoay nhẹ đầu vai phải 10 vòng. 1. Chìm sâu xuống. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và xoay ngược lại 10 vòng. 10, 9, thả lỏng hơn nữa. 8, chìm sâu đầu vai khi xuống. 7, 6, quặn mông để làm đầy thắt lưng nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hít vào nâng đầu trở về, thở ra thả lỏng tay trái, hạ mềm vai. Hít vào thật sâu, vươn cánh tay phải nâng lên. Thở ra hạ tay phải phía mang tay trái, nghiêng đầu sang bên phải. Thở hết ra. Từ từ hít vào thật sâu. Di chuyển tay trái, vài đốt ngón tay ra phía xa. Thở ra hạ mềm vai trái xuống. Đưa ý thức về đầu vai trái. Nhẹ nhàng hít vào nâng đầu vai trái lên bằng ý. Thở ra thật chậm, hạ mềm đầu vai trái xuống, thả mềm thư giãn. Quan sát sự thư giãn và thả lỏng, hít thở điều hòa, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, từ từ hít thật sâu và thở ra thả chìm vai trái xuống. Rồi từ đây xoay tròn vai trái 10 vòng. 1. Thả chìm đầu vai. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8,
9, 10 và xoay ngược lại 10 vòng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hít vào, nâng đầu trở về, thở ra thả lỏng tay phải. Rồi từ đây chúng ta ngồi trong tư thế ngồi xếp bằng. Có ai bị đau cổ chân không ạ? Có ai bị đau phần cổ chân này không ạ? Không ạ, vì mình khởi động kỹ rồi. Rồi chúng ta sẽ trở về trong hơi thở 4-7-8. Hơi thở này sẽ thực hiện như sau. Hơi thở này sẽ giúp mình ngủ ngon và sâu giấc. Nếu mà tập trước khi đi ngủ thì tập ít nhất trước 30 phút đúng không ạ? Hai tay mình thả lỏng đặt trên gối, ngồi thẳng lưng, mềm vai. Hít vào bằng mũi thì sẽ đếm từ 1 đến 4. Sau đó khí ở bên trong sẽ giữ 7 giây. Và thở ra thì sẽ thở bằng 8 giây để giải nén cũng như là xả khí. Khi giữ khí ở trong sẽ tăng sinh nhiệt và giúp cho mình có thể điều hòa cơ thể. Rồi thả lỏng, có thể khép mắt để đi sâu vào trong nhịp thở. Thả mềm đôi vai, nhẹ nhàng hít sâu. 1, 2, 3, 4. Giữ khí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thở ra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. 1, 2, 3, 4. Giữ khí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thở ra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít thật sâu. 1, 2, 3, 4. Giữ khí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thở ra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. 1, 2, 3, 4. Giữ khí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thở ra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ thả lỏng. Thả lỏng, điều khí, hít thở điều hòa. Rồi từ đây chúng ta hãy mở đôi mắt và hạ lưng xuống thẳng. Chúng ta sẽ có khoảng 5 phút. Rồi chúng ta ai lạnh thì mặc áo đi tất vào nha. Ở nhà chúng ta có thể thực hiện từ 4 đến 8 lần hoặc từ 5 đến 10 lần tùy theo khả năng của mình. Ai mới thì có thể tập khoảng đếm vào 4, thở giữ khí 5, thở ra 6, sau đấy mình tăng lên. Còn nếu mà nhịp độ của mình được rồi thì giữ đúng như thế, không được tăng lên nhiều hơn nhé. Giữ đúng như thế luôn. Rồi tách rộng hai chân sang hai bên. Thả mềm vai, hông, lưng. Rũ nhẹ chân nào. Áp nhẹ cổ chân. Thả mềm cho khớp háng. Thả lỏng hông, lưng và vai. Rồi từ đây co nhẹ hai gối lại. Hai tay buông xuôi theo thân, úp lòng bàn tay hướng xuống thẳng. Tách tay ra đi Dung ơi. Tách tay ra, úp tay xuống. Co hai gối lại. Rồi chúng ta thả lỏng một chút cho cái đầu gối và khớp háng. Co hai gối lại. Trả cơ thì đã. Rồi từ đây, hai chân mở rộng sang hai mép thẳng. Hai tay buông xuôi theo thân, úp bàn tay xuống. Úp bàn tay xuống. Nhấc lưng trên, kéo dài, hạ mềm xuống. Khép cằm thu về cổ. Nhúc nhích nhẹ vùng hông và lưng dưới để cho giãn cái vùng hông và lưng ra, mềm xuống, mềm cái cơ xuống. Rồi từ đây nhẹ nhàng đổ hai gối qua trái và qua phải nhưng mà không chạm thảm, trong biên độ vừa phải thôi. Lắc nhẹ cái hông, tách rộng chân ra nữa đi Dung. Đúng rồi, thả lỏng ra nữa nào. 5,
4 3 2 1 Rồi từ từ trở về. Thu hai bàn chân, khép sát, hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay buông xuôi theo thân, úp xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên, đẩy hông lên. Kéo xương mu về phía xương ức, hai tay đan vào nhau, thở ra lách vai trái vào trong. Lách vai phải vào trong, thở hết ra đẩy hông lên nào. Khép cằm thu về cổ, cảm nhận vùng cổ, gáy và vai được giãn ra, hông đẩy lên nào. Mình đang trả cơ đấy ạ. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ tách nhẹ tay, giữ nguyên vai, hạ mềm các đốt sống, thở ra nào, thả lỏng, thả lỏng. Rồi đưa hạ mềm các đốt sống và các cơ, thả chìm xuống thảm. Sau đó nhấc vai và lưng kéo dài và hạ mềm xuống. Duỗi gối, hạ gót chân xuống thảm. Gót chân phía trong thảm, mũi chân phía ngoài thảm. Nhúc nhích nhẹ hông, có thể đưa tay xuống mông, vén hai thịt mông. Duỗi dài hông và lưng ra. Thả mềm cơ thể, thả lỏng tâm trí. Nhẹ nhàng đưa ý thức về hơi thở. Từ từ hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, thả mềm cơ thể, thả lỏng tâm trí. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Bạn cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, bạn cảm nhận thật sâu sự thả lỏng từ đầu ngón chân. Sự thả lỏng này được lan tỏa và trải dài trong bàn chân, tiếp tục lan tỏa lên cổ chân, mu bàn chân, bắp chân, khớp gối, hai bên đùi, khớp háng, toàn bộ vùng hông, chậu, và tiếp tục được lan tỏa lên vùng bụng, lên vùng ngực, lan tỏa vào các cơ quan nội tạng bên trong. Thả lỏng hơn nữa hai vai, toàn bộ vùng cổ, gáy. Bạn cảm nhận các cơ xung quanh cổ, vai và gáy như được giãn mềm trên thảm. Sự thả lỏng này tiếp tục trải dài xuống hai cánh tay, cẳng tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Tiếp tục, sự thả lỏng này di chuyển xuống vùng lưng, trải dài xuống các cơ xung quanh lưng, từ lưng trên, lưng giữa cho tới lưng dưới, đang chìm trong một sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Tiếp tục, sự thả lỏng này lan tỏa lên vùng cổ, trải dài lên phía sau đầu, lên đỉnh đầu và tràn xuống khuôn mặt. Toàn bộ khuôn mặt của bạn đang chìm trong sự thư giãn và thả lỏng hoàn toàn. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ. Cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái. Sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Trở về giữa. Hai chân co lại. Rồi hai tay chống một bên, nghiêng người chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại phía trước ngực, mềm hai vai. Từ từ xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng này. Tiếp tục nóng hơn chút nữa, tác ý vào bàn tay, nóng hơn chút nữa nào. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Rồi từ từ đưa hai tay áp về vùng mắt, duỗi thẳng lưng, mềm vai, mềm cùi chỏ. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Có một cái câu chuyện như này, nếu như mình không vướng mắc gì mà mình vẫn bị mất ngủ ấy, thì có thể là trong công việc hoặc có một cái gì đấy mình lo lắng mà mình không biết. Đấy, thì câu chuyện như này, có một cô gái, cô ấy bị mất ngủ. Bởi vì cô ấy cứ đi ngủ thì cô gặp một cái giấc mơ. Mà cái giấc mơ này thì nó thường xuyên diễn ra và giấc mơ giống nhau. Thì bước vào giấc mơ thì cô ấy thấy là nó vô cùng là kinh và sợ hãi. Thế thì có một ngày cô gặp một người mách cho cô biết là cô đi lên một cái ngọn núi, gặp một cái vị cao nhân ở trên đó, họ có thể giúp được cô. Thế là cô này cũng nghe lời đi theo lên cái núi đấy và tìm được cao nhân. Thì cao nhân hỏi là thế buổi tối khi mà con ngủ thì con mơ thấy giấc mơ gì? Thì cô ấy có nói là giấc mơ này giống nhau, khi mà con nhìn thấy một căn nhà và trong căn nhà đấy có rất là nhiều người kêu cứu, nhưng mà cửa thì bị khóa và con không cứu được họ, và con thì cứ không thể ngủ được sau khi mà con tỉnh giấc, con rất là sợ hãi. Và cứ sau một giấc mơ thì sức khỏe của cô yếu dần đi, yếu dần đi, cô gầy mòn, yếu dần đi. Thế thì vị cao nhân này nói ta có thể giúp được con, và ông ấy cho cô ấy một chiếc chìa khóa. Đây là chiếc chìa khóa về để giúp cho con khi con đi ngủ, con hãy đeo nó ở cổ, và khi bước vào cái giấc mơ đấy thì con hãy sử dụng cái chiếc chìa khóa này để mở khóa, để cứu giúp cho những con người ở trong cái căn nhà đấy. Thế là cô ấy tạ ơn cái vị cao nhân này và trở về nhà. Sau một vài ngày thì cô ấy cũng quay trở lại với cái giấc mơ đấy. Nhưng khi mà bước vào giấc mơ
cũng là căn nhà đấy, cũng là những người ở trong đang la hét kêu cứu. Thì cô tiến lại gần và cô nhìn qua cửa sổ. Cô thấy trong đó có một cô bạn thân ngày xưa đã đẩy cô ngã xuống nước và cô rất ghét cái người bạn thân này. Và tiếp tục cô nhìn thấy một người ngày xưa đã đánh cô ấy, rồi bố cô ấy, mắng nhiếc cô ấy và một số người rất là ác với cô ấy. Và cô không thể nào mà chấp nhận được những con người mà cô vô cùng ghét bỏ này để có thể cứu được cho họ. Và cô quyết định là bỏ đi và cô thoát khỏi giấc mơ. Khi thoát khỏi cái giấc mơ này thì cô ấy trở nên yếu hơn rất là nhiều và cô ấy vẫn không quay trở lại gặp vị cao nhân. Sau một thời gian thì cô lại tiếp tục gặp giấc mơ và cô không thể chịu được nữa. Và cô quyết định lại tiếp tục gặp vị cao nhân này. Thì cô có kể lại giấc mơ, cô gặp lại những con người như thế, những sự việc như thế diễn ra và cô không thể chấp nhận cái điều đấy. Thì vị cao nhân này có cho cô ấy một câu nói thôi. Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho con. Lần tới về, chỉ duy nhất một lần có thể con sẽ gặp được giấc mơ đấy. Con không suy nghĩ gì cả, con chỉ cần tiến lại gần, lấy chiếc chìa khóa và mở cái cửa này ra để cứu mọi người. Đấy là cách duy nhất con có thể cứu được chính mình và sức khỏe của con sẽ hồi phục. Thì cô này cũng quyết tâm trở về nhà và cũng sau khoảng chỉ một ngày thôi, cô lại quay trở lại với cái giấc mơ như thế. Và lần này thì cô quyết tâm. Cô cũng nghe thấy tiếng la hét và nó còn dữ dội hơn rất là nhiều. Cô ấy quay chạy thật nhanh đến căn phòng và cô mở chiếc khóa ra. Cô gọi mọi người, đi ra thật nhanh đi. Mọi người đi ra, mọi người từng người một đi ra, rất là đông người ở trong đó. Nhưng khi mọi người ra hết rồi, trong căn phòng đấy, ở một cái góc tối vẫn còn một người nữa ở đó. Và cô gọi mãi cũng không ra, cô lại tiếp tục tiến lại gần, đi ra. Cô tiếp tục hỗ trợ và những người đấy vẫn không chịu đi ra. Thì cô tiến lại gần và cầm tay của cái người đó lôi ra. Khi mà lôi ra được khỏi căn phòng đấy thì căn phòng đấy sụp đổ xuống và sập xuống. Và khi cô ngoái lại, cô quay đầu, cô nhìn lại thì cái người mà cô kéo tay chính là cô ta. Và cô ta tỉnh giấc. Câu chuyện này thì sẽ cho ta một cái bài học. Tức là nhiều khi mình cứ giữ những cái gọi là lo lắng, những cái suy nghĩ hoặc là những cái oán giận bên trong thì có thể nó làm cho mình mệt mỏi hơn, cái tâm của mình mệt mỏi hơn. Đôi khi không phải là cái sự ghét bỏ, nhưng ở trong cái phía bên ngoài, cái ý thức của mình đã bỏ được rồi. Nhưng mà bên trong mình nó còn cái tiềm thức và cái sâu nữa, nó còn cái tàng thức nữa. Thì cái tàng thức này nó là cái mà nó đeo đuổi mình từ kiếp này sang kiếp khác. Nên là nhiều người cứ bảo là tại sao cuộc sống của tôi sống tốt với mọi người như thế mà tôi lại toàn bị gặp những cái điều mà nó trái ngược với cuộc sống. Và đấy chính là cái oan gia trái chủ mà có thể ở những kiếp trước đấy mình đã có cái oán trách hoặc là giận hờn. Đấy thì ở đây nó có một cái rất là hay là mình có thể tha thứ, bao dung cho có thể là chính mình nhé. Đôi khi là chính mình, cái cô gái đấy là chính mình. Và nếu như cô ấy không mở cửa cho cái cánh cửa đấy thì cô không cứu giúp được chính bản thân cô ấy. Đấy. Đấy thì qua câu chuyện này thì cũng chỉ là chia sẻ với lớp mình thôi. Nếu lớp mình thấy ai đó gặp phải một cái gì đấy phiền muộn hoặc là căm ghét một điều gì đấy, hoặc kể cả căm ghét, nhiều người căm ghét chính bản thân mình ấy. Hoặc là ví dụ có đôi khi là giận dữ với chồng, với con hay là với những người nhà mình hoặc những ai đó ở trong công ty hoặc là ở bất cứ đâu, thì thông qua câu chuyện này mình có thể kể lại với họ để họ có thể giải tỏa cái thứ nhất là ở bên trong tâm thức của họ, thứ hai nữa tiềm thức và tàng thức đó, thì nó sẽ giúp cho bản thân họ ấy, nó có cuộc sống thoải mái hơn rất là nhiều. Cảm ơn lớp mình đã lắng nghe câu chuyện ạ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.